Dạ. Rồi anh nghe cái câu chuyện hồn ma trên nữ bên này anh thấy sao? Cảm động và xúc động chị ạ. Phải nói là cũng rất là tiếc cho người phụ nữ. Thanh xuân phí hoài quá anh ha. Yeah. Bao nhiêu cái niềm vui, hạnh phúc, yêu đương, giận hờn rồi sung sướng mà chị bỏ trơn trọi luôn à. Thôi không sao, không sao. Bữa nay cố gắng, bữa nay cố gắng nha. Trời, cố gắng. Chậm nhưng mà còn, mình luôn. Dạ, chậm nhưng mà còn hơn là không có đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, tự nhiên hôm nay áp lực quá, áp lực quá. Dạ, Tường sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ anh cho em biết là anh mong muốn tìm một mẫu người như thế nào. Nói về người phụ nữ thì người phụ nữ nào thì cũng đẹp hết. Dạ. Và đối phương người phụ nữ nào cũng đáng yêu hết và đáng trân trọng hết. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cái là người phụ nữ đó cái thứ nhất là phải chung thủy. Vậy theo anh như thế nào là chung thủy? Dạ, chung thủy có nghĩa là mình là một vợ một chồng. Đặc biệt đối với người nữ là phải chung thủy. Trong tình yêu thì cả nam lẫn nữ đều cần phải chung thủy như nhau. Chứ không phải là đàn ông thì được quyền say nắng mà đàn bà thì không được. À, anh làm được thì vợ anh sẽ làm được. Và có thể em nghĩ rằng đến giờ phút này thì em có thể chốt hạ lại. Anh nói là 37 năm anh chung sống với người vợ của anh mà cuối cùng cô ấy không có chịu thông cảm và tha thứ thì nó gãy đổ. Nhưng mà về hướng cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ vắng mặt ngày hôm nay, nhiều khi cổ lại có cái suy nghĩ của cổ là 30 mấy năm cổ đã cống hiến, cổ hy sinh, cổ sinh anh 3 đứa con rồi cháu ngoại, gia đình, mọi thứ gánh nát. Nhưng mà cuối cùng anh đã phản bội cổ. Mặc dù cái phản bội đó theo như anh nghĩ nó chưa phải gọi là sự không chung thủy, nó chỉ mới là cái sự quan tâm, nhưng đó cũng là gọi là ngoại tình trong tư tưởng đó anh. Yeah. Nha, mình xác định cái chữ ngoại tình thì có thể là cổ bị tổn thương. Rồi có thể từ cái sự tổn thương đó cổ lại có những cái điều nói gì đó, nó chạm tới lòng tự trọng của anh, cho nên là nó mới dẫn đến sự gãy đổ. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. À, Tường thì không dám nhận xét bởi vì mình mới nghe sơ bộ à, mình cũng chưa có hiểu gì. Nhưng mà Tường nghĩ cái gì nó phải có cái gì nó sâu xa chứ không thể nào khơi khơi mà ba mấy năm mà lại. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ anh tên là gì ạ? À? Dạ tôi tên Nguyễn Ngọc Ẩn ạ. À. Anh quê ở đâu, anh đang làm công việc gì? Dạ tôi quê ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chị ạ. Long An. Dạ hiện giờ thì làm bảo vệ nội bộ cho công ty Sơn Hà ở quận 8. Lên thành phố lập nghiệp lâu chưa? 2 năm rồi ạ. Ờ mới 2 năm thôi. Dạ. Ở Long An là mình còn những ai dưới đó? Chỉ còn có người thân với lại nhà cửa ở dưới. Nhà cửa ở dưới, còn trên đây là về mình ở công ty luôn hay sao anh? Cũng ở chung nhà với con. Dạ, là mình thuê nhà ở. Dạ đúng rồi. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi được 51 tuổi chị. Dạ. Dạ xin lỗi, cách đây 10 năm. Trời ơi, anh cũng cứ gạt cái nữa. Thiệt đó, ủa sao 51 tuổi? 61 tuổi, dạ cảm ơn anh nha. Dạ chào chị. Dạ, chào. Dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Sen. Dạ, chị Sen quê ở đâu? Sinh ra, sinh lớn lên thành phố Hồ Chí Minh này. Ồ, vậy hả chị? Dạ, chị đang Sen đang làm công việc gì? Hiện tại thì là hưu trí thôi, chỉ làm thêm thôi. Hưu trí vậy là cũng trên 50. 56 rồi chứ. 56, wow, vậy là chị trẻ nha. Nếu mà 56 là chị trẻ à. Hiện tại là về hưu rồi là sống vậy đó, là không đi chơi thôi, vòng vòng thôi. Có đâu, nhưng không đủ sống, nhưng phải làm, cũng phải cày. Người làm gì giờ cày gì? Vẫn làm công việc đó, vẫn làm kế toán. Dạ, vẫn làm kế toán. Vậy chắc anh chị là lớn hết rồi, em nghĩ là mình cũng đã có gia đình trước đây hết rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, anh là mình ly hôn bao lâu rồi anh? Dạ ly hôn chắc cũng được tháng này. Cái gì? Dạ. Ủa, tháng này cũng mấy năm trước? Đó, mấy năm trước ly thân rồi. Mới ly hôn một tháng thiệt luôn hả? Dạ đúng. Tại hồi nãy anh gạt em lần rồi, bây giờ em không có tin anh nói đâu, khổ ghê. Mới ly hôn một tháng. Dạ đúng. Là có giấy tờ ly hôn đàng hoàng của tòa án. Dạ. Một tháng thôi. Dạ. Một tháng sau rồi đăng ký tham gia chương trình lẹ vậy. Coi như mình cũng là ước muốn trước rồi. Rồi sau này thì yêu cầu những cái thủ tục như vậy, cho nên mình phải hoàn tất những thủ tục đó. Dạ. Có nghĩa là tiền ly hôn là mình đã có cái khâu chuẩn bị bao lâu trước đó à? Dạ trước đó thì cũng cỡ một năm, năm mấy rồi. Dạ. Dạ anh có mấy cháu rồi anh? Dạ cũng được 3 đứa con trai chị. 3 con trai hết. Dạ. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Dạ trai lớn nhiêu, trai nhỏ nhiêu ạ? Trai lớn năm nay chắc cũng được 36. Còn cháu nhỏ cũng được 30. Vậy là có cháu nội hết rồi hả? Dạ cũng được 6 đứa cháu nội. 6 cháu nội. Là 3 con là lập gia đình hết rồi. Dạ lập gia đình hết. Vậy là bây giờ có đứa cháu nào nãy anh nói sống với anh đó là ai? Dạ đúng rồi. Cháu mấy? Đó là cháu Út ạ. Cháu Út. Dạ. Còn mấy 2 cháu lớn? Dạ, cũng có gia đình ở riêng chị. Thành phố hay là dưới Long An? Thành phố 2 người, còn ở Long An 1 người. Vậy lý do sao mà phải ly hôn vậy? Cái thời gian đầu sống rất hạnh phúc. Nhưng khoảng 7 năm trở lại đây thì
nó có nhiều cái mâu thuẫn rồi không có giải quyết được mâu thuẫn. Nhưng mà Tường cũng hơi tò mò một xíu là tại vì nếu như mà anh ly hôn lâu rồi á, dạ, thì Tường lại không có hỏi nhiều, nhưng mà mới ly hôn đây mà anh cũng 62 tuổi, cháu nội tới 6 đứa luôn rồi, thì nó phải một cái gì nó ghê gớm hoặc là nó tích tụ lâu năm lắm thì mình mới đưa ra cái quyết định này. Các Tường nói cũng đúng, cái này nó cũng tích tụ qua nhiều năm và cuối cùng là không thể là sống chung nhau nữa. Ai là người đưa ra cái yêu cầu ly hôn? Bản thân tôi. Con cái rồi có ý kiến gì không anh? Nói chung con cái thì nó cũng vô tư thôi ạ. Nó cũng không có nghĩ là cái việc này thì ảnh hưởng tới nó. Rồi anh định trong cái tương lai, thí dụ giờ tại tỷ bây giờ anh có bạn gái, dạ, rồi anh tiến tới hôn nhân nữa thì anh định sống như thế nào? Gặp người mà tâm đầu ý hợp thì chúng tôi sẽ ra ở riêng. Cái mâu thuẫn giữa anh với vợ anh có thể cho một cái lý do mà nó lớn nhất, nhưng mà giọt nước mà càng ly là như thế nào mà phải ly hôn? Thì tôi cũng làm việc trong một cái công ty như thế, thì cái trách nhiệm của mình đó là phải là kiểm soát và giữ gìn hàng hóa của công ty. Dạ. Rồi gia chạm với lại đồng nghiệp. Dạ. Thì cái một cái hôm đó thì tôi cũng có nói làm việc hơi nặng nề với cái nhân viên đó. Tôi không ngờ là cô gái này lại thuê hai người và đón đường tôi để đánh. Nhưng lần đánh đó thì tôi cũng né tránh được và tôi cũng là báo với công an. Thì không ngờ là đồng nghiệp tôi lại nói với cái đứa con trai út tôi á là tôi lại quan hệ với vợ của người ta, cho nên là vợ người ta thuê người đánh tôi. Mà thực sự là nó không phải vậy. Và con trai út của tôi về nói với lại vợ tôi. Và từ cái vấn đề này là vợ tôi mới đánh giá tôi là một cái con người là không ra gì. Từ đó là càng xa cách. Cặp vợ chồng là nó qua một cái quá trình, dạ, chứ nó không thể vì một cái sự việc như vậy mà lại quyết định liền. Cho nên là nó phải có cái bước, dạ, đó. Đúng rồi. Rồi cũng do cái cá tính của vợ tôi là cố chấp, cảm thông rồi tha thứ này kia nọ. Rồi trong cái cuộc sống nó cũng tích tụ nhiều cái là chạm tới cái tự trọng của tôi. Mà cũng xin phép hôm nay là tôi, cái chuyện gia đình là tôi cũng ít có kể. Cho nên là xin phép khán giả trường quay cũng thông cảm với tôi điều này. Xem cái chương trình này và tôi cũng muốn tìm cho mình một cái người bạn mới để mà giải thoát cho vợ tôi và giải thoát cho tôi. Mình đã ly hôn rồi mà, sao anh dùng từ giải thoát ghê vậy? Ly hôn rồi mình có được... Có nghĩa là sống trước đây thì chịu đựng. Ví dụ như vợ tôi chịu đựng tôi và tôi chịu đựng vợ tôi. Cho nên anh nghĩ cái việc ly hôn là để giải thoát cho nhau. Dạ đúng, là giải thoát cho nhau. Dạ. Nếu anh có nghĩ rằng anh tham gia chương trình này trong khi mà mới ly hôn có một tháng thôi, dạ, thì nếu vợ anh biết được thì anh có suy nghĩ trong rằng là vợ anh sẽ nghĩ gì và đánh giá anh như thế nào không? Hay là anh lên đây tham gia chương trình để mà anh gọi là đáp trả vợ anh, để làm cho vợ anh phải... Không chị ạ, tôi không có một cái ý nghĩ đó. Lên đây với một cái vấn đề là rất là nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi cũng không có một cái ý nghĩ thành thật mà là... Dạ. Khi nghe câu chuyện của anh chia sẻ thì chị cảm nhận như thế nào? Mỗi người một hoàn cảnh, mình không ở trong hoàn cảnh người ta, mình không thể nào mà phát xét được. Nhưng mà cũng hơi lo, tại vì Sen nghĩ là cái thời gian một tháng nó quá ngắn đi. Nó trong khi thời gian bao nhiêu năm sống với nhau mà không lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà đổ vỡ, thì mình cảm thấy mình nghi ngờ vào tình yêu hôn nhân quá. Thật ra tưởng có thể là nó có nhiều cái câu chuyện nó tích lũy rồi. Cái đó là cái câu chuyện cuối thôi, người ta cũng không kể hết trên mình nghe được trong cái lúc này tất cả. Nhưng mà em nghĩ không phải chỉ đơn giản bao nhiêu đó mà dẫn đến ly hôn đâu. Rồi thế bây giờ câu chuyện của chị, em nghĩ chị cũng có một câu chuyện gì đó nó cũng gây cấn đây. Nói chung là chuyện của mình thì nó cũng nhạt lắm, nhạt tại vì từ đó giờ mình cũng chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Mối tình để vắt vai mà chưa có, mối tình để vắt vai mà chưa có nữa. Ủa thiệt hả chị? Lúc nhiều khi cũng giả bộ làm người phụ nữ mạnh mẽ, có thể là độc lập hết mọi sự việc, nhưng mà cũng đôi lúc cũng yếu đuối lắm, thì cũng muốn khóc, cũng dựa vào một vai một người nào để khóc. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải như mình muốn đâu. Nếu mà bây giờ hôm nay mình gặp được người mà mình hợp ý thì cũng muốn là đi tới xa hơn, để từ bỏ cái đời độc thân. Cái mối tình hoặc là một cái mối quan hệ tìm hiểu yêu đương gần đây nhất của chị là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà người mà mình có cảm tình, mà người đó có cảm tình với mình á, dạ, là tính nó mối tình nữa, nó có sự tương tác qua lại, thì chắc cũng cách đây mười mấy năm. Mười mấy năm? Lúc đó chị mới là khoảng 40 mấy tuổi ha? Ba mấy, bốn mươi tuổi. Lúc đó lương duyên không tới được hả chị? Không thể nào tới được á, tại vì anh đó là người nước ngoài.
nhưng mà ảnh cũng có vợ rồi. Trước đó nữa có mối tình nào mà có thể tiến tới được hôn nhân mà mình đã lỡ không? Lúc còn nhỏ thì chắc có lẽ là tưởng đời mà hồng, ra đời chắc gặp toàn là bạch mã hoàng tử không, nhưng mà đâu toàn là thái tử lưng gù. Nhưng mà vậy thì chị có bị cái nỗi đau nào trong quá khứ chưa mà để cho mình không mở lòng mình ra nữa? Không có. Vậy là cái duyên nó cứ lướt qua vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sợ mình làm hồn ma trên nữ lắm, đừng ngủ. Trời ơi, sao sợ hồn ma trên bây giờ? Ấy mà ba mẹ chị còn không? Thì nói đi cũng phải nói lại là hồi đó lúc mà còn trẻ, cái thời thanh xuân á, lúc đó gia đình định cư nước ngoài, và xong cái mình có phải không dám yêu đương gì hết, phỏng vấn xong ok là rớt, và xong rồi lúc đó mình cũng đã ba mấy rồi, lỡ cỡ hết trơn. Đúng rồi, thì bắt đầu ba mươi mấy tuổi mới bắt đầu đi làm, 39 tuổi mới bắt đầu đi làm. Công ty thì mấy anh có vợ hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Thì mình cũng đâu có muốn. Cái đoạn chị còn trẻ sao? Cái đoạn tại vì em thấy chị cũng sắc nước hương trời lắm mà. Hương này bị ba xa hết thế này. Hương này bị ba xa hết thế này. Cũng không biết, duyên không tới. Cũng có người yêu thích mình nhưng mà mình không thích, rồi người mình thích người ta lại không thích mình, không biết sao giờ. Có mối tình nào mà sâu đậm được, có va chạm gì chưa? Chắc cũng có đụng chạm chút đỉnh. Chút đỉnh? Chút đỉnh ngoài da. Trời ơi, chút đỉnh ngoài da rồi bây giờ sợ hồn ma trinh nữ hả chị? Nói còn nguyên trong trắng trinh nguyên luôn á hả chị? Chắc chắc vậy. Buồn không? Em hỏi thiệt, buồn không? Hồi đó thì không, thật sự không có buồn gì hết. Thì sao hồi trẻ mới buồn chứ chị? Trẻ cũng thấy bạn bè mình cũng dài giống mình, đâu thấy gì đâu buồn. Yeah. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi thì thấy cũng có lúc mà bệnh, ốm đau rồi xong rồi lúc đó không có người bên cạnh. Anh em thì lập gia đình hết, em trai thì lập gia đình hết, mẹ thì già đâu có giúp được mình gì đâu. Thì mới nghĩ là chắc mình cũng phải phá vỡ cái lời nguyền hồn ma trên nữ. Ai nguyền chị mà ác ôn vậy? Cái lúc trẻ gia đình không thôi thúc hả? Sợ cái vụ hồn ma trên nữ là bao lâu rồi? Hồn ma trên nữ thì nó vẫn vương cho mình hoài, không biết chừng nào nó mới buông thai mình. Nhưng mà bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện đó là từ lúc nào, bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng khoảng vài năm. Có bao giờ chị khao khát có đứa con cho mình chưa? Không. Không, vậy là chị muốn chồng thôi. Bây giờ còn trứng lên đầu đẻ. Mình là tiền mãn kinh chưa chị? Mãn cũng mấy năm rồi mà không ai vớt hết, nên giờ phải chịu thôi chứ làm sao. Trời ơi tức quá, trời ơi tức ơi là tức luôn á. Trời ơi thiệt luôn á. Tại vì thật sự luôn nha, nếu mà chị nói chị không có chồng nha, mà chưa có gì mà còn trinh nữ nha, mà chị 56 tuổi là chị quá trẻ và quá đẹp. Quá trẻ hả? Dạ. Mà nếu mà chị không phải trinh nữ chắc chị đẹp hơn nữa đó. Anh cười. Em nói vậy đúng không anh? Không phải trinh nữ chắc người phải tàn thôi chứ. Không có anh, tùy chị. Nếu mà mình bị đàn ông hành xác quá thì mình mới tàn. Chứ nếu mà đàn ông người ta trân trọng, nâng niu, người ta hiểu được giá trị chị phụ nữ, người ta làm cho mình đẹp hơn. Chính xác. Dạ. Rồi anh nghe cái câu chuyện hồn ma trinh nữ bên này anh thấy sao? Cảm động và xúc động chị ạ. Phải nói là cũng rất là tiếc cho người phụ nữ. Thanh xuân phí hoài quá anh ha. Yeah. Bao nhiêu cái niềm vui, hạnh phúc, yêu đương, giận hờn rồi sung sướng mà chị bỏ trơn trọi luôn à. Thôi không sao, không sao. Bữa nay cố gắng nha. Rồi, dạ. Chậm nhưng mà còn, mình luôn. Dạ, chậm nhưng mà còn hơn là không có đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, tự nhiên hôm nay áp lực quá. Dạ, Tường sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ anh cho em biết là anh mong muốn tìm một mẫu người như thế nào. Nói về người phụ nữ thì người phụ nữ nào thì cũng đẹp hết. Yeah. Và đối với tôi người phụ nữ nào cũng đáng yêu hết và đáng trân trọng hết. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cái là người phụ nữ đó cái thứ nhất là phải chung thủy. Vậy theo anh như thế nào là chung thủy? Dạ, chung thủy có nghĩa là mình là một vợ một chồng. Đặc biệt đối với người nữ là phải chung thủy. Trong tình yêu thì cả nam lẫn nữ đều cần phải chung thủy như nhau. Chứ không phải là đàn ông thì được quyền say nắng mà đàn bà thì không được. Anh làm được thì vợ anh sẽ làm được. Và có thể em nghĩ rằng đến giờ phút này thì em có thể chốt hạ lại. Anh nói là 37 năm anh chung sống với người vợ của anh mà cuối cùng cô ấy không có chịu thông cảm và tha thứ thì nó gãy đổ.
Nhưng mà về hướng cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ vắng mặt ngày hôm nay, nhiều khi cổ lại có cái suy nghĩ của cổ là 30 mấy năm cổ đã cống hiến, cổ hy sinh, cổ sinh anh, 3 đứa con rồi cháu ngoại, gia đình, mọi thứ đánh nát. Nhưng mà cuối cùng anh đã phản bội cổ. Mặc dù cái phản bội đó theo như anh nghĩ nó chưa phải gọi là sự không chung thủy, nó chỉ mới là cái sự quan tâm, nhưng đó cũng là gọi là ngoại tình trong tư tưởng đó anh. Dạ. Nha, mình xác định cái chữ ngoại tình. Thì có thể là cổ bị tổn thương, rồi có thể từ cái sự tổn thương đó cổ lại có những cái điều nói gì đó nó chạm tới lòng tự trọng của anh, cho nên là nó mới dẫn đến sự gãy đổ. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. À, Tường thì không dám nhận xét bởi vì mình mới nghe sơ bộ à, mình cũng chưa có hiểu gì. Nhưng mà Tường nghĩ cái gì nó phải có cái gì nó sâu xa chứ không thể nào khơi khơi mà 3 mấy năm mà lại ly chia tay. Thì em chỉ muốn anh điều chỉnh lại trong cái suy nghĩ mình một xíu. Tại sao em hỏi anh có gia trưởng hay không? Là tại vì anh nghĩ đàn ông thì là phụ nữ là phải chung thủy. Anh nghĩ anh cũng chung thủy nhưng mà anh lại có sự say nắng với những người khác, đó là sai rồi. Thật ra chung thủy là chung thủy. Dù bất là người ta em có từ mới vừa xem một bộ phim, nó có một cái câu nói rất là hay ở trên phim. Đương nhiên là cái cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những lúc hạnh phúc, có những lúc nó không vui. Dạ. Nhưng không thể vì những lý do đó mà bạn có thể nhảy lên giường của một ai đó. Đúng không? Dạ. Chị cứ nghĩ mình là người chung thủy không? Chắc quá chung thủy. Quá chung thủy. Quá chung thủy, có ai đâu để chung thủy. Rồi, em cho anh coi hình của anh coi anh. Đây, hình của cổ nè, anh có hình không? Đây, anh sẽ nhìn đi nha. Nãy giờ sau trò chuyện thì chị hình dung trong đầu ảnh như thế nào? Cao bao nhiêu? Mập hay ốm? Thì chắc ảnh bảo vệ, chắc mặc đồ bảo vệ. Trời đất ơi, vậy đó hả? Bảo vệ là phải mặc đồ bảo vệ. Nãy đi nghi nghía trước rồi. Ồ, có nghi nghía coi chơi ăn gian rồi ha. Thì cũng hồi hộp suốt đêm qua, ta đâu có ngủ đâu, rồi ta cứ hồn chút xíu nhá. Hiểu rồi, sao anh tìm ra chị chưa ạ? Dạ, chắc có lẽ là đây. Dạ, rồi, thì cũng không còn sự lựa chọn với nguyên vàng, trẻ không hả? Dạ. Có mình lớn nhất là đúng rồi ha. Mở cửa trái tim. Chào anh ạ. Dạ, hôm nay tới chương trình em có món quà tặng anh. À, cảm ơn em. Anh là suốt đêm là ngủ là không phải nhớ tới em hoài luôn á. Dạ. Đến đây thì anh cũng có món quà này để mà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này em 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. Chậu gì vậy anh? Dạ, bông hồng chị ạ. Mà, ủa anh trồng hả? Dạ, con này cũng công ty cung ứng người ta bán cho mình. Trời ơi, đẹp quá. Mà sao gì mà, ủa rồi anh nói sao, tặng ai? Tặng bạn gái 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. À, rồi em cảm ơn anh nha, quá đẹp luôn. Bông hồng xuất sắc luôn quý vị ơi, coi nè. À, trời ơi, đẹp ghê chưa? Đó. Bông hồng vàng nè. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ em tới tò mò cái quà của chị là quà gì mà chị nói gì mà cả đêm gì đó anh mở ra anh coi giùm em cái. Là chị tự làm hả? Áo gối. Trời ơi, cái gối nào hình vuông vậy? Thì mới đầu là tính là tặng là bức tranh, nhưng mà thấy tranh thì khi lâu lâu đi ngang qua mới liếc một cái. Còn này là để trên gối phải nằm, lúc nằm là phải nhớ hoài, trong giấc mơ cũng phải nhớ nữa. Ghê không, ghê không? Ý tứ dễ sợ chưa? À, khi mà anh mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Người bạn gái cũng xinh xắn. Cảm xúc của chị như thế nào? Anh trẻ hơn tuổi của anh á. Ôi, bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Rồi, kính thưa anh chị, em mời anh chị thưởng thức ha. Đây là món bánh xèo thì mình nhìn biết rồi ha, trang trí rất là bắt mắt. Còn đây là món gà hơ mông tiềm bí đỏ. Dạ, ăn món gà hơ mông này là bổ khỏe lắm đó anh chị. Nhưng giờ mình vừa ăn ha, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Và nhớ tìm hiểu chị kỹ kỹ chút nha anh. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. À, cảm ơn các Tường. Dạ. Mời em. Dạ, em mời anh ạ. Anh công ty của anh ở đâu vậy? Ở công ty Sang Hà ở quận 8 á. Sang Hà? À. Ờ, như ở gần chợ em có thấy có bán food, Sang Hà food phải không ta? Dạ đúng rồi, Sang Hà food á. Thường em thấy bây giờ mấy công ty á, thường là giống như công ty của em á, thì người ta cũng hay mướn bảo vệ từ công ty bảo vệ á. À. À, chứ cũng quá thích chứ. Đúng rồi, công ty bảo vệ thì con này lúc trước thì tôi cũng tôi làm ở bảo vệ nội bộ thôi, chứ không có làm ở công ty dịch vụ bảo vệ. Em giờ cũng đang sống với mẹ hả? Đang sống với mẹ. Ừ. Với 4 em trai. À. Nhưng mà nó có nhà lập gia đình hết rồi, không ở chung á. Ủa mẹ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi em?
Mẹ em năm nay 84 tuổi. Anh có đạo không? Anh thì đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa, em cũng đạo Thiên Chúa. Nhưng mà anh có biết là hôn nhân công giáo là bất khả phân ly. Lúc mà chương trình nói thì em rất là lo. Tại vì người ngoài đạo thì người ta không biết, nhưng mà người trong đạo biết là sự gì Thiên Chúa kết hợp là người không được phân ly. Thì anh có nghĩ anh luôn đi bước nữa thì có sao không? Cái này tôi nghĩ chắc là cũng Chúa cũng đã sắp xếp vậy rồi. Tôi thì cũng cái đức tin rất là lớn vào Chúa. Mà thì trước khi mà đi đến đây thì tôi cũng có đến nhà thờ, rất tiếc là không có được xin tội để nói ra điều này. Tôi cũng đang phân vân này, không biết sao. Anh có vẻ nghiêm túc quá hả? Em thì thích người hài hước. Dạ. Mà bản thân em thì cũng tùy theo người, khi thân hay là hợp thì mới hài hước được. Dạ. Còn không thì cảm thấy mình mỗi người muốn hài hay muốn giỡn gì đó thì cảm thấy mình vui duyên. Nhưng mà em thích, em rất là thích người nào vui vẻ, hoài hợp bác. Anh thì chắc có lẽ là cái tính tình nó trầm lặng và ít nói. Trời ơi, hai người ít nói hết hơn nhà in cái chùa Bà Đâm nè. Anh tôi nghĩ ví dụ như mà mình tâm đầu ý hợp rồi thì cũng có thể tạo ra những không khí vui vẻ. Dùng viên như đi. Nãy giờ cũng thấy là hợp nhiều thứ lắm à. Em ngồi ngoài em quan sát em thấy cũng ổn lắm à. Vấn đề là bây giờ mình cho nhau cái niềm tin đó chị ha. Mình có đức tin chúng mình cho nhau niềm tin nữa thì mới được. Em cũng hy vọng nha, chuyến này cố gắng làm sao nha chị. Đừng để hồn quan trinh nữ nữa nha chị nha. Đó là ăn thua chị thôi. Dạ hôm nay anh đi với ai? Dạ hôm nay đi với đồng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Tâm thôi. Dạ hôm nay chị đi với ai? Làm chung vậy là cũng đồng nghiệp luôn. Rồi mời mấy bạn vào đây ạ. Vào đây chơi ạ. Dạ, mình giới thiệu trước đi anh, tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào cô với chào chú Ẩn, chào tất cả khán giả. Thì tôi tên là Võ Thành Tâm, là làm chung với chỗ chú Ẩn. Dạ, làm chung được bao lâu rồi anh? Làm chung khoảng gần 4 tháng. Trời, mới có 4 tháng hả? Dạ. Sao cái thời gian của chú cái gì nó cũng chóng vánh hết trơn ha? 4 tháng là hiểu gì chú chưa? Dạ thì cũng thưa với chị thì qua quá trình làm chung với chú Ẩn á, thì chú Ẩn là người rất quyết đoán, làm tận tụy với công việc. Nói chung ra là nói với làm đi đâu với nhau. Thì cho nên là rất là được việc và rất là chia sẻ cái trong công việc làm với anh em. Thì nói chung rất là đoàn kết. Thì qua quá trình làm 4 tháng thì tình cảm chú Ẩn thì cũng gắn bó, biết chia sẻ với mọi người và đồng cảm. Và nói chung công việc lúc nào cũng hoàn thành cao. Hôm nay anh tới đây thì thấy chị đây thì anh thấy là thấy có cái sự tương thích nào giữa hai người chưa? Hôm nay lần đầu tiên xin chào được cô, thì nói chung ra nhìn thấy riêng bản thân tôi thì nhìn thấy cô rất là vui. Và qua cái chia sẻ thì thấy cô cũng có nhiều cái đồng cảm với chú, thì cũng nói chung ra là cũng có nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, nhưng mà đây là cũng là một cái mốc là thấy là để cho hai cô với chú cho nhau cái tình cảm và để tìm hiểu thêm để đến xây dựng hạnh phúc tương lai trong thời gian sau này. Rồi cảm ơn ạ. Còn em thì sao ạ? Em tên gì? Tên Yến. Rồi Yến làm với cô được bao lâu rồi? Em làm với chị được hơn 1 năm rồi. Nghe câu chuyện của chị mà cái vụ hồn ma trinh nữ đó, em có hôm nay em có gì muốn nói với chị trước khi tiễn chị lên xà bông không? Thì em hy vọng là chị sẽ tìm được một người hợp ý. Em thấy chị với chú cũng có chuyện hợp nhau. Chị với chú luôn hả? Cũng hợp nhau ha. Đấy mà hoàn cảnh của chú vậy thì em thấy thì sao? Em nghĩ thì cũng như chị em đó thôi. Mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh. Thì mọi hai người có thể là tìm hiểu nhau tiếp, xem là có hợp nhau hay không. Thật ra mọi thứ mình đâu có đoán trước được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy ổn không? Em nghĩ là chị nói một câu với chị Sen đi. Có nên cho cơ hội không? Em nghĩ là chị nên cho chú cơ hội. Và cũng là cho mình cơ hội. Đúng rồi. Phá lời người. Rồi cảm ơn hai bạn trẻ nha. Rồi mình sẽ theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi này như thế nào. Bây giờ tôi muốn hỏi chị một câu nữa thôi. Bây giờ hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Thì hôm nay gặp Sen thì thấy nó cũng có những cái cảm xúc. Từ cảm xúc đó thì tôi sẽ vun đắp thêm. Vun đắp thêm. Để cho cái cảm xúc càng ngày càng lớn. Còn chị Sen? Thật sự ra là 50 mấy năm nay độc thân. Bây giờ mà nếu mà nói trong vòng có mấy chục phút này mà nói là để có cảm xúc liền á là nói dối.
Thì nhưng mà em muốn cho mình cơ hội, em cũng muốn cho anh cơ hội nên mình có thể tìm hiểu thêm. Và cũng không có ai, lúc đó nếu con tim mình không có đập cùng nhịp thì phải chịu thôi. Còn nếu mà mình bỏ thêm một cơ hội, mình bỏ lỡ cơ hội thì nhiều khi cái đó oan uổng đối với bản thân mình rồi. Nên nhất định cái này mình không để oan uổng nữa. Hay quá chị Trang ơi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Thông điệp đâu quá rõ ràng. Sau 3 tiếng đếm với tường, nếu anh chị cảm thấy mình cần nắm bắt cơ hội này, bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu cảm thấy là ôi, đối tượng này các tường làm mai mà tôi thấy không hợp, có quyền lấy tay ra. Quyền quyết định là của anh chị nha. Dạ, xin mời anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Hết thời gian. Theo thủ tục của chương trình, mình đã bấm nút hẹn hò. Thì mình đứng vô cùng một bên. Chị cao ghê thiệt chứ. Anh qua em coi coi. Được. Cái đó cũng là một lý do mà ế tới giờ này. À, không sao đâu ạ. Anh cao mét mấy? Em mét 67. Chị cao mét mấy? 67. Bằng nhau mà tại chỉ thằng quốc thêm đôi giày với con. Nhưng mà đôi giày này thấp lắm. Cao lét, thấp đâu mà thấp. Đôi giày thấp hả? Có 3 phân à. 3 phân thì chọn lựa dữ lắm mới được á. Vậy đó hả? Rồi, mời hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Đây em tặng món quà cho chị để làm đẹp nha. Của chương trình mình làm đẹp thêm để mình tự tin mới bữa hẹn hò với ảnh. Phần quà dành cho chị là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây những chiếc vé xem phim nè, anh đưa chị đi xem phim nha. Em chúc anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta theo dõi câu chuyện rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng cuối cùng thì ai cũng mong muốn được một cái tấm chân tình, ai cũng mong muốn có một cái người đồng hành với mình đi suốt đời còn lại. Và hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái duyên mới dành cho hai.